Ơi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình có cây linh sao song hình đó các bạn. Cây này mình lúc trước mình cũng cắt phôi một lần đó các bạn. Mình cắt ngang đây. Rồi để mình gập cái bầu nó ra cho nó trống. Cái cây này thì hổng nó như cục điện các bạn, nó thẳng băng luôn. Rồi mình cắt ngang đó. Rồi nó ra lại đó. Đây là bộ đế nó bạn, à, bộ đế nó. Thì mình xác định đây là mặt tiền đó, ha. Đây mình sẽ làm một cây dẫn trực các bạn. Đây cành một, đây cành phong. Thì đây nó không có ra tược các bạn. Nếu mà đúng ra nó phải ra tược ở đây nè, thì cây mình sẽ rất là đẹp. Như giờ mình chờ nó rất là lâu các bạn, chờ nó lâu quá. Giờ mình uống luôn. Rồi mình sẽ lấy cái cành này các bạn, lấy cành này mình bẻ xuống. Mình làm cành số 3 và mình sẽ dựng ngọn lên luôn các bạn. Mình bắt đầu ha. Thì cây này mình làm theo kiểu mà cây nó có sẵn gì mình làm đó luôn các bạn. Mình sẽ cắt bớt những cành thừa bỏ đi. Cây này lúc trước mình cũng dăm cành các bạn, chiết cành chứ không phải dăm, này chiết. Mình bầu nó ra các bạn. Bầu nó ra là mình nuôi này cũng được 1 năm, hơn 1 năm rồi các bạn. Bây giờ bắt đầu mình làm ha. Mình sẽ quấn cây các bạn, quấn từ trên xuống luôn á. Thì nhánh này mình muốn cho nó đi qua bên đây các bạn, rồi mình sẽ quấn theo chiều này luôn các bạn. Đó, quấn theo chiều này luôn. Nó chi nhỏ này quấn về hơi là to chút không bạn. Để tránh mất thời gian của các bạn thì mình sẽ quấn dây trước các bạn, rồi mình sẽ uống nó sau. Thì cái cành một với cành hai, cành một với cành phong này lúc trước mình có uống nó 1 lần nữa bạn, bây giờ mình sẽ không uống lại nữa. Cành một giờ mình đang nuôi thả luôn ha, mình sẽ rút vô bạn, cho mình lấy cái chì lại bạn. Bây giờ mình sẽ bấm bớt, mình sẽ lấy rút nó vô bạn, cho nó dậy xương lên thôi. Thì cái cành một so với cành ba nó hơi xa quá nè, thì mình sẽ lấy nó xuống các bạn, lấy cho nó xuống chút xíu. Ừ, đã là sao lấy xuống. Mình vừa uống vừa sắn các bạn. Rồi đây đây nó có một cành nè. Mình sẽ sắn nó qua luôn, mình lấy nó lại luôn các bạn. Lấy cho nó trở qua đây, mình lấy thành cành dương các bạn. Có một cành để mình sử dụng sau này ha. Lặn nó lên luôn. Cái này là mình chơi chơi kiểu ăn gian các bạn. Mình có gì chơi nấy mà. Xuống được miếng rồi ha. Cây mình cũng hơi to rồi, cũng hơi khó uống chút xíu. Rồi mình sẽ lấy 2 co các bạn, lấy 3 co, đây 1 co, đây 1 co, đây 1 co nữa. Mình sẽ bấm đây các bạn. Thì cái nhánh cành cành một nè, cành một với cành ba này nó cũng cũng gần tương đương á. Bây giờ mình sẽ cắt này luôn, mình hạn chế sự phát triển của nó, anh cho nó phát triển đều hết luôn mấy bạn. Cắt đây luôn. Còn ngay cái đoạn này là cái hậu quả của mình nè. Đây sẵn đây chia sẻ các bạn luôn ha. Đây là hậu quả của mình. Lúc mà mình nuôi cái cổ này đó, mình thả quá, thả mình không có để mình sơ ý, mình thả quá thì bây giờ nó to quá, nó hơi to quá, nó dài nữa.
đúng dài cành su su ha, ba phải nằm đây là mới đẹp các bạn. Nhưng bây giờ mình chờ nó lâu quá ha, mình lấy mình uống luôn. Rồi đây mình sẽ lấy một nhánh dương đây các bạn, mai mốt nó sẽ xịt tược nó, mình lấy nhánh dương thêm các bạn, mình cho nó dày chi lại, mình cắt ở đây nè, nó cũng có tác dụng là cho nó xịt tược ở trong đây các bạn, mình cho nó dày lên. Thì cái nhánh này cũng như lúc trước cũng vậy các bạn, trước thì nó cũng xung đột ra vậy nè, nó cũng xung đột giống như nhánh này, nhưng mà mình cắt giật vô, cắt giật vô nó sẽ xì ra, nó xì ra mình sẽ uống tiếp các bạn đó. Thì mình chia sẻ với các bạn vậy. Rồi tới trên sẽ bẻ cho nó đi vô đây mấy bạn, mình bẻ ra sao nè, mình cho nó thấy tạo độ sâu các bạn, mình sẽ có một cành trải về ha. Xong xong hình này nó cũng dẻo các bạn, đỡ cũng sẽ lấy coi nha mấy cành kia các bạn. Rồi mình uống xong mình sẽ bấm ở đây các bạn. Bấm đây làm cho nó tạo cái sườn trầm dầm ở trong các bạn. Cái cây mình cũng không có lớn ha, mình cũng không có chừa dài. Mình cứ lấy những đầu co mình cần thiết thôi các bạn. Rồi tiếp tục. Mình sẽ dựng cái ngọn lại các bạn. Lấy cái ngọn rồi lại nữa. Đây mình sẽ lấy cái ngọn lại các bạn. Mình sẽ dùng ngọn ở đây ha. Đây bạn, đây mình dùng cái ngọn đây bạn. Mình sẽ lấy cái này lại luôn các bạn. Tạo cái tán ha. Rồi về mình sẽ nuôi thêm thời gian đó bạn ơi, sẽ nuôi thêm thời gian nữa, bắt đầu nó ra chi dâm đồ đầy đủ rồi mình sẽ uống tiếp đó. Thì cái cây của mình là nó hoàn chỉnh nó sẽ về bạn, cây này vẫn tiếp tục nuôi nhé bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt mấy cành phong luôn cho nó gọn cây cho mấy bạn dễ nhìn. Mình sẽ nuôi lại ha. Rồi cái cây mình xong rồi nó sẽ vậy ha mấy bạn. Mình xây về cho các bạn dễ thấy ha. Thì đúng ra là mình sẽ cắt giật ở đây luôn các bạn. Cắt giật ở đây mình sẽ lấy cái mầm này đó bạn. Đây nó có cái mầm nhỏ đây nè. Mình sẽ lấy cái mầm này là mình nuôi cái cành số 3 các bạn. Nhưng mà dễ rất là lâu ha. Bây giờ mình sẽ làm cây này theo cái dáng có sẵn luôn, giống như cây tàn thiên nhiên các bạn. Rồi clip của mình tới đây là hết. Chúc các bạn thành công với những cái cây bonsai mini của mình. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các clip khác.